hội chính thống giáo Nga có kế hoạch quân sự tại Ukraine là một cuộc thánh chiến. 70.000 binh sĩ Nga ồ tấn công, Ukraine ra lệnh khẩn trong tình trạng hỗn loạn. Bộ Quốc phòng Mỹ, nguy cơ gia tăng căng thẳng ở Ukraine hiện không cao như trước. Israel không kích kho vũ khí Syria, gần 40 người thiệt mạng. Kính chào quý vị, vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật theo thời gian thực. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Giáo hội Chính thống Giáo Nga đã thông qua một tài liệu coi hoạt động quân sự tại Ukraine được Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động là một cuộc thánh chiến. Theo trang New Week, tài liệu được công bố vào ngày 28 tháng 3 trong một đại hội của Hội đồng Nhân dân Nga Thế giới. Trong đó, các nhân vật tôn giáo, chính trị và văn hóa Nga gặp nhau tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế ở Moscow, một trung tâm của đức tin chính thống giáo ở Nga. Người đứng đầu giáo hội chính thống giáo Nga, ROC, Thượng vụ Kirin, cũng là người đứng đầu hội đồng và là một đồng minh của Tổng thống Putin. Thượng vụ Kirin từng bị chỉ trích vì đưa ra lời biện minh mang tính tôn giáo và không lên án một cách dứt khoát về kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine. Vào tháng 2 năm 2022, Thượng vụ Kirin từng nói rằng Ukraine và Belarus là một phần của vùng đất Nga và gọi những người Ukraine đang tự vệ trước cuộc tấn công của Nga là thế lực của tà ác, coi cuộc chiến này như một cuộc chiến vì tương lai của cơ đốc giáo. Cuối năm ngoái, theo hãng tin Reuters, Bộ Nội vụ Ukraine tuyên bố truy nã thượng phụ giáo hội chính thống giáo Nga Kirin. Động thái trên được thực hiện sau khi cơ quan an ninh nước này cáo buộc thượng phụ Kirin khuyến khích Nga triển khai kế hoạch quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc Kiev truy nã lãnh đạo tôn giáo Nga đơn thuần là hành động mang tính chất biểu tượng trở lại với cuốn tài liệu của Giáo hội Chính thống giáo Nga được công bố hôm 28 tháng 3 dưới tiêu đề Hoạt động quân sự. Tài liệu có đoạn viết: "Từ quan điểm tinh thần và đạo đức, kế hoạch quân sự là một cuộc thánh chiến, trong đó Nga và người dân nước này đang bảo vệ không gian tinh thần duy nhất của nước Nga thần thánh." Tài liệu này tiếp tục tuyên bố rằng, cuộc xung đột này có mục tiêu bảo vệ thế giới khỏi sự tấn công dữ dội của chủ nghĩa toàn cầu và chiến thắng của phương Tây vốn đã rơi vào chủ nghĩa sa tăng. Tài liệu viết: "Sau cuộc xung đột toàn bộ lãnh thổ Ukraine hiện đại sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng độc quyền của Nga. Tài liệu tuyên bố thêm, khả năng tồn tại của một chế độ chính trị bài Nga thù địch với Nga và người dân của chế độ đó trên lãnh thổ này, cũng như một chế độ chính trị được kiểm soát từ một thực thể bên ngoài thù địch với Nga, cần phải được loại trừ hoàn toàn. Theo Newsweek, các đại diện của nhà thờ chính thống giáo trên toàn cầu, chẳng hạn như Ủy ban Công vụ Chính thống giáo (OPAC) có trụ sở tại Mỹ, đã lên án kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine sau khi xung đột bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, UOC, đã cắt đứt quan hệ với Giáo hội Chính thống giáo Nga. Trong tháng này, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, UGCC, Sviatoslav Sevchuk, trong lúc trả lời phỏng vấn của Newsweek, đã cáo buộc rằng khi Nga đến Ukraine, họ tiêu diệt tất cả các tôn giáo khác, ngoại trừ Giáo hội Chính thống Nga, vốn được kiểm soát tốt và có trang bị vũ khí. Ông Sevchuk nói, đó là lý do tại sao chính phủ Ukraine và xã hội tôn giáo Ukraine buộc phải tìm ra những cách khác nhau để bảo vệ chúng ta khỏi việc vũ khí hóa tôn giáo. Theo Newsweek, giáo hội mà ông Shevchuk đứng đầu có sự hiệp thông hoàn toàn với Vatican và là giáo hội lớn thứ hai về đức tin công giáo sau giáo hội Latin tại Ukraine. Ông Shevchuk đã đến thăm Washington trong tháng này để mô tả cho các nhà lập pháp Mỹ những người đang cân nhắc việc cung cấp thêm viện trợ cho Kiev về mức độ phá hủy các tòa nhà tôn giáo do chiến tranh gây ra. Viện Tự do Tôn giáo IRF có trụ sở tại Kiev cũng từng cáo buộc vào tháng 2 năm 2023 rằng quân đội Nga đã phá hủy, làm hư hại ít nhất 494 công trình tôn giáo. Ông Shevchuk nói, đó cũng là một thách thức đối với giáo hội của tôi, không trở thành chiến binh. Đồng thời cho biết thêm rằng, mục tiêu là không rơi vào sự cám dỗ giống như giáo hội chính thống giáo Nga đã rơi vào và trở thành một công cụ của sự thù hận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ quân đội của Tổng thống Nga Putin có thể đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới. Ông không nói rõ mà trận nào đang gặp rủi ro. Đại truyền hình CBS News phân tích rằng các lực lượng Ukraine không được chuẩn bị để phòng thủ trước một cuộc tấn công lớn khác của Nga dự kiến trong những tháng tới. Trong khi đó, bản thân tổng thống Zelensky không nói trong video rằng quân đội Ukraine không thể chống cự trước cuộc tấn công mới của Nga. Tổng thống Zelensky nói: "Chúng tôi đã ổn định tình hình ở mức tối đa. Xét đến thực tế là thiếu vũ khí, đạn dược, xét đến việc chúng tôi đang bắt đầu chuẩn bị các nước đoàn cho các hành động tương ứng quan trọng đối với chúng tôi." chúng tôi đã ổn định được tình hình. Nó tốt hơn so với 2 hoặc 3 tháng trước. Chúng tôi chia sẻ tất cả thông tin với các đối tác của mình và nói rằng Nga sẽ chuẩn bị các hành động phản công, có thể là cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Chúng tôi cần giúp đỡ để chuẩn bị cho các lữ đoàn sẽ chiến đấu vì lãnh thổ của chúng tôi, đặc biệt là trong các hoạt động phản công mà Nga muốn bắt đầu. Ông Zelensky tuyên bố rằng Ukraine rất cần thêm hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và thêm pháo. Hàng chục tỷ vẫn còn ở Mỹ. Hãy thành thật mà nói, số tiền được quốc hội, chính quyền phân bổ trong phần lớn các trường hợp 80% số tiền này, à ít nhất là hơn 75% ở lại Mỹ, loại đạn này đang đến với chúng tôi, nhưng việc sản xuất diễn ra ở đó, tiền và thuế vẫn ở Mỹ. Trong khi đó, Yurin Phòng dẫn thông tin từ Trung tướng Alexander Pavliuk, tư lệnh lực lượng lục quân của lực lượng vũ trang Ukraine mới đây cho biết, quân đội nước này đã quyết định rút một số đơn vị ra khỏi khu vực tiền tuyến để tập trung khôi phục khả năng chiến đấu. Ông Pavliuk nói, chúng tôi đang khôi phục khả năng chiến đấu của các đơn vị quân đội đã rút khỏi vùng xung đột, giai đoạn đầu bao gồm các kỳ nghỉ, điều trị y tế và chăm sóc sức khỏe dự phòng. Tiếp theo, các binh sĩ sẽ được huấn luyện tại các trung tâm huấn luyện, cả huấn luyện cơ bản và huấn luyện chuyên nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ trong tương lai. Ông Pháp Lý Úc cho biết thêm, sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, các đơn vị này sẽ được khôi phục và trở lại tiền tuyến để chiến đấu với sức sống mới. Tướng Pháp Úc gần đây cũng đã đến thăm các quân nhân Ukraine đang được điều trị và phục hồi chức năng ở Wiesbaden trong chuyến công tác từ đức trước đó tổng tư lệnh lực lượng vũ trang ukraina đại tá oleksander siski từng tuyên bố bắt đầu quá trình luân chuyển và thay thế các đơn vị tiểu đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên tiền tuyến trong thời gian dài điều này giúp tình hình chiến sự được kiểm soát và cải thiện tinh thần cũng như tâm lý của binh sĩ tuy nhiên ông siski thừa nhận rằng tình hình hoạt động ở mặt trận phía đông vẫn còn nhiều thách thức sau khi phân tích chi tiết tất cả các quyết định cần thiết đã được đưa ra nhằm tăng cường các đơn vị có dự trữ đạn dược và tài sản tác chiến điện tử việc quân đội Ukraine ưu tiên các khu vực tiền tuyến có nguy cơ cao nhất trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga có thể tạo ra những lỗ hổng ở những nơi khác. Trong trường hợp nguồn cung vũ khí và đạn dược cho Kiev tiếp tục suy giảm, Moscow sẽ lợi dụng điều này để tấn công bất ngờ và có thể tạo ra bước đột phá trên tiền tuyến. Hãng thông tấn RIA Novosti vừa qua dẫn lời Trung tá về hưu Andrei Marocco của Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng LPR cho biết Ukraine đang điều chuyển quân dự bị của Bộ Chỉ huy Lực lượng Trên Bộ tới Chasovia để ổn định tiền tuyến. Ông Marokko cho hay, để ổn định tình hình ở hướng Donetsk, khu định cư Chasovia, Bộ Chỉ huy Ukraine đang ra lệnh tập hợp lực lượng bổ sung. Vũ khí, thiết bị quân sự cùng các toán quân đang được luân chuyển từ khu vực hậu cần, đồng thời lực lượng dự bị riêng của Bộ Chỉ huy Lực lượng Trên Bộ cũng được huy động. Vị trung tá cho biết thêm rằng, cũng vì lý do này mà lưu lượng các đoàn xe quân sự của Ukraine tới khu vực Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng TPR đã tăng lên đáng kể. Hoạt động luân chuyển diễn ra gần như suốt ngày đêm. Song song với đó, cũng có các đoàn xe quân sự di chuyển theo hướng ngược lại, chở theo các trang thiết bị hư hỏng trên chiến trường. Trước đó, Uran News dẫn thông tin từ kênh Telegram Operation Z Military Correspondent of the Russian Spring cho biết lực lượng Nga đã đạt được thành công đáng kể theo hướng trang sụp ra chỉ còn khoảng 500 mét từ ranh giới hành chính của thành phố này đến các vị trí của Nga. Ông Oleg Klasnikov, người đứng đầu cơ quan báo chí của lữ đoàn pháo binh số 26 Ukraine thừa nhận, tình hình ở Chasovia rất khó khăn do phía Nga đang sử dụng mọi nguồn lực lớn nhất để tấn công khu vực này. Theo thống kê của ông Klasnikov, vào tháng 2 vừa qua, Nga đã tập hợp 70.000 binh sĩ để tiến công theo hướng Bắc Mút, với mục tiêu trọng điểm là Chasovia. TNA News, kênh truyền hình của DPR cho biết, Bộ Chỉ huy Kiev đang tìm cách cứu cho xúc ra bằng mọi giá. Bình luận về việc Ukraine điều động cả quân dự bị riêng của Bộ Chỉ huy Lực lượng Trên bộ, TNA News cho rằng, ngay cả nguồn dự bị riêng của các tướng lĩnh Ukraine cũng sẽ không giúp ích được gì nhiều cho Kiev trong tình hình hiện nay. Theo kênh tin tức này, tuyến phòng ngự của Ukraine ngày càng thiếu tổ chức và rơi vào tình trạng hỗn loạn, bởi lực lượng Nga không chỉ tiến hành các đợt tấn công ở tiền tuyến, mà còn tập kích vào các sở chỉ huy nằm cách xa tiền tuyến của Ukraine bằng tên lửa trả lời phỏng vấn đài Radio NV Ukraine, chỉ huy sư đoàn các hệ thống tấn công không người lái trực thuộc lữ đoàn tấn công độc lập số 92 Ukraine, Yuri Fedoren xác nhận, Nga đang tấn công ác liệt về phía trang gia. Không tiếc tất cả các nguồn lực sẵn có, kể cả trang thiết bị, nhân lực cũng như máy bay không người lái. Giới quan sát nhận định, nếu Nga giành được trang sốc ra Moscow có thể đẩy mạnh các cuộc tấn công vào thành phố chiến lược Karamatos, nơi đang phải đối mặt với các vụ tập kích hỏa lực ngày càng gia tăng. Trong khi Ukraine gặp khó khăn vì thiếu vũ khí, Kiev vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga. Bên cạnh đó, lực lượng Nga tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực phản công của Ukraine nhằm duy trì quyền kiểm soát đối với các khu vực đã giành được trước đó. Tờ Pravda dẫn nguồn tin từ không quân Ukraine cho biết, đêm 28, dạng sáng 29 tháng 3, 4 máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95MS của Nga đã cất cánh từ sân bay Olenia ở tỉnh Murmansk, các máy bay ném bom bay theo hướng Đông Nam. Sau đó không quân Ukraine tiếp tục ghi nhận hoạt động của ba máy bay chiến đấu MiG-31K cất cánh từ sân bay Savasleka. Ba chiếc máy bay này mang theo tên lửa Kinza. Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin, dạng sáng 29 tháng 3, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tấn công tổng hợp nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự khác nhau trên các vùng lãnh thổ của Ukraine. Chiến dịch bắt đầu bằng việc sử dụng máy bay không người lái, sau đó là một cuộc tấn công tên lửa do máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS thực hiện. Một loạt vụ nổ đã được báo cáo ở Kiev và Cherkasy. Trong số những mục tiêu bị phá hủy gần Kiev, có một bệ phóng hệ thống phòng không. Trước đó Reuters đưa tin Nga phóng 57 tên lửa và máy bay không người lái trong cuộc tấn công nhắm vào thủ đô Kiev. Sau vụ anh kích lớn nhất vào hệ thống năng lượng của Ukraine trong 3 năm xảy ra xung đột, Thống đốc khu vực Lviv Maxim Kozitsky viết trên Telegram rằng có hai cuộc tấn công vào cùng cơ sở hạ tầng quan trọng mà đối phương nhắm tới. Ông nói thêm cuộc tấn công sử dụng tên lửa siêu thanh Kinza, loại tên lửa khó bắn hạ hơn. Bộ Năng lượng Ukraine cho hay một cơ sở năng lượng quan trọng ở khu vực Lviv bị tấn công dẫn đến mất điện. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã phá hủy 18 trong số 29 tên lửa phóng tới và 25 trong số 28 máy bay không người lái của Nga. Không chỉ không quân, giao tranh giữa Nga và Ukraine còn diễn ra trên mặt trận hải quân. Vừa qua, Ukraina tuyên bố đã đánh trúng hai tàu đổ bộ lớn của Nga cũng như một trung tâm liên lạc và cơ sở hạ tầng khác của hải quân Nga trong cuộc tấn công nhằm vào thành phố Sevastopol ở Crimea. Quân đội Ukraina cho biết, lực lượng phòng thủ Ukraina đã tấn công thành công các tàu đổ bộ lớn Azov và Yaman, một trung tâm liên lạc và một số cơ sở hạ tầng của hạm đội Biển Đen của Nga tại vùng Crimea. Tuyên bố không nêu rõ Ukraina đã tấn công các mục tiêu bằng cách nào. Sau một quan chức do Moscow bổ nhiệm tại khu vực đã báo cáo về cuộc không kích lớn của Ukraine và cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hơn 10 tên lửa trên bầu trời cảng Sevastopol. Ông Mikhail Raskoljaev, thống đốc Sevastopol cho biết trên Telegram rằng một người đàn ông 65 tuổi đã thiệt mạng vì cuộc tấn công. Trước đó, ông cũng cho biết cơ sở hạ tầng giao thông tại địa phương bao gồm thuyền chở khách và xe buýt bị hư hại một phần nga mới đây thông báo tập kích hiệp đồng bằng nhiều vũ khí trong đó có tên lửa kinza nhằm vào hạ tầng phòng không và năng lượng ukraine cụ thể bộ quốc phòng nga cho biết chúng tôi đã thực hiện đòn tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái uav và nhiều vũ khí tầm xa chính xác cao phóng từ máy bay tàu chiến và mặt đất trong đó có tên lửa siêu vật âm kinza nhằm vào các hạ tầng phòng không và năng lượng của quân đội ukraine quân đội nga không nêu rõ những địa điểm bị tấn công và số lượng vũ khí được huy động nhưng nhấn mạnh cuộc tập kích đã hoàn thành yêu cầu đề ra và các mục tiêu được chỉ định đã bị đánh trúng. Báo động phòng không trước đó được ban bố trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine nói rằng hàng loạt tiếng nổ đã vang lên ở tỉnh Elvov, ivano frankivsk và thành phố Khmelnytsky tại miền Tây, cùng tỉnh Chekatsky và Dnipro ở miền Trung. Theo nhà điều hành năng lượng Ukraine, Ukraine Go, tên lửa và UAV Nga đã đánh trúng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện ở miền Trung và miền Tây nước này, khiến các cơ sở bị hư hại. Ditech, tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine cho biết ba nhà máy nhiệt điện đã bị tấn công. Tư lệnh không quân Ukraine, ông Mykola Oleschuk cho biết, đòn tập kích của Nga sử dụng 21 tên lửa hành trình KH-101, KH-555 từ oanh tạc cơ chiến lược, 3 tên lửa siêu vật âm Kinza, 4 tên lửa hành trình Iskander K, hai tên lửa đạn đạo Iskander M, chín tên lửa chiến thuật KH-59 và 60 UAV tự sát kiểu xa hết 136. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, không quân vũ trụ Nga đã tiến hành cuộc tập kích bằng các loại tên lửa tầm xa chính xác cao, phóng từ máy bay, trong đó có tên lửa siêu vật âm Kinza nhằm vào loạt trung tâm ra quyết định của lực lượng vũ trang Ukraine, cùng các căn cứ hậu cần, điểm đóng quân tạm thời của đặc nhiệm và lính quân sự tư nhân nước ngoài. Video The Reuters công bố vào thời điểm đó cho thấy hàng loạt vụ nổ và cột khói lớn ở trung tâm thủ đô Kiev, cùng một vật thể dường như là tên lửa bị đánh chặn đang lao xuống đất. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko nói rằng mảnh vỡ từ tên lửa Nga bị đoán hạ đã rơi xuống nhiều quận nội thành, gây cháy một số tòa nhà và ô tô trên đường phố, Ukraine từng nhiều lần tuyên bố bắn hạ toàn bộ tên lửa siêu vượt âm Kinza của Nga trong các đòn tập kích. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu hồi tháng 5 năm 2023 nói rằng Kyiv thường xuyên phóng đại quá mức số lượng tên lửa Kinza được sử dụng và nhầm lẫn về chủng loại vũ khí được Moscow triển khai. Quan chức không quân Ukraine cuối năm 2023 cho biết, lực lượng tác chiến điện tử Nga áp dụng nhiều biện pháp nhằm gây khó cho phòng không, trong đó có phát ra hàng loạt xung điện tử để khiến radar cảnh giới nhận diện chúng là tên lửa siêu vật âm Kinza. Nga đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn vào Ukraine từ cuối tháng 12 năm 2023, trong bối cảnh Kiev tăng cường nỗ lực sản xuất vật tư quân sự trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định và bớt phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài, vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt và không thể đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này. Thưa quý vị, những loại đạn dược cỡ nòng lớn đang được ngành công nghiệp quốc phòng Nga sản xuất khẩn trương – Việc không quân Nga sản xuất và trang bị vũ khí này được cho là sẽ tạo ra mối đe dọa chưa từng có đối với phòng tuyến vốn đã mỏng của Ukraine. Trong chuyến thăm một trong những doanh nghiệp sản xuất vũ khí ở vùng Nini Novgorod, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei sugu đã tuyên bố nối lại hoạt động sản xuất bom hàng không FAB-3000, loại bom có sức mạnh lớn. Động thái này là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực quân sự của Nga trong bối cảnh đang diễn ra một kế hoạch quân sự với cường độ chiến đấu ngày càng ác liệt Tuy nhiên, một sự kiện không kém phần quan trọng chính là màn trình diễn đạn súng cối 53F864 cho tổ hợp 2S4 T Ban, loại cối tự hành nằm trong kho vũ khí của Bộ Tổng tham mưu và được mô tả là vũ khí ngày tận thế. Một tính năng đặc biệt của cối tự hành 2S4 T Ban là khả năng tấn công mục tiêu kiên cố bằng đạn có sức nổ cao, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Ngay cả loại đạn chứa chất nổ mạnh thông thường được sử dụng với loại súng cối tự hành này cũng mang lại hiệu quả đáng kể do đặc điểm độc đáo của hệ thống vũ khí. Cối tự hành Tiun Ban nổi tiếng với khả năng bắn ở góc nâng cao nhất có thể, cho phép nó bắn trúng mục tiêu một cách rất chính xác, kể cả những đối tượng được bao bọc bởi địa hình địa vật. Không chỉ vậy, 2S4 Tiun Ban là súng cối tự hành có uy lực mạnh nhất thế giới, với cỡ nòng 240mm, có khả năng bắn đạn nổ thông thường có trọng lượng từ 130kg đến 230kg, dẫn đường bằng laser, đạn xuyên giáp và đạn chùm tùy trình thậm chí 2S4 Tiunban có thể mang cả vũ khí hạt nhân chiến thuật trên chiến trường. Hệ thống này được thiết kế và chế tạo vào cuối những năm 1960 tại xí nghiệp quốc phòng và đường sắt Uran Transmart ở Omsk, Siberia bởi nhà thiết kế pháo tự hành và xe tăng kỳ cựu Georgi Sergeyevich Efimov. Ông Efimov cũng là cha đẻ của các thiết kế khác, bao gồm pháo trung tăng, pháo phòng không tự hành và liệu pháo tự hành 2S3 Akatsiza. Từ năm 1969 đến năm 1988, xí nghiệp này đã sản xuất 580 hệ thống tiêu ban. Các hệ thống này được đưa vào biên chế cho quân đội Liên Xô vào năm 1972. Ngoài Nga, các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô khác như Tiệp Khắc cũng sử dụng tiêu ban. Một số hệ thống đã được xuất khẩu sang Iraq, Libya và Syria. Nga ước tính có khoảng 390 hệ thống tiêu ban trong kho và 40 hệ thống hoạt động vào năm 2021. Giá của một hệ thống tiêu ban hiện nay khoảng 1,7 triệu đô la Mỹ. Hệ thống 2S4 tiêu ban sử dụng súng M420 súng cối kéo của Liên Xô, phát triển ngay sau Thế chiến thứ hai và được sản xuất trong phổ biến những năm 1950. Biến thể kéo của loại súng này phần lớn đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, Iraq, Syria và Ukraine được cho là vẫn đang sở hữu số lượng hệ thống không xác định trong kho vũ khí. Tiêu van được chế tạo trong chiến tranh lạnh khi NATO và khối hiệp ước Warsaw đối đầu với nhau ở trung tâm Trung Âu. Loại vũ khí này được thiết kế để hỗ trợ hệ thống phòng thủ Đông Âu. Sau khi tạo ra loại vũ khí này, các nhà hoạch định quân sự Liên Xô và ông Efimov khó có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó nó sẽ được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraina, nước từng thuộc Liên Xô. Trước khi xung đột Nga-Ukraina nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, Kyiv gần như không sản xuất được vũ khí, nhưng đến nay, ngành công nghiệp vũ khí của nước này đang phát triển như vũ bão. Các nhà máy, cơ sở đang vận hành hết tốc lực để sản xuất đạn pháo, súng cối, phương tiện quân sự, tên lửa và các thiết bị quan trọng khác phục vụ xung đột. Tại cuộc họp của chính phủ Ukraina hồi tháng 1, Thủ tướng Ukraine Denis Mihal cho biết số lượng vũ khí sản xuất trong nước đã tăng gấp 3 lần trong năm 2023 và dự kiến sẽ tăng gấp 6 lần trong năm nay. Mặc dù lượng vũ khí nội địa của Ukraine không đủ để bù đắp sự thiếu hụt từ viện trợ vũ khí quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ, nhưng trong bối cảnh gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Washington đang bị trì hoãn, thì ngành sản xuất vũ khí trong nước của Kiev trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tại một hội nghị hồi tháng 2, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov cho biết các loại vũ khí nội địa đã phát huy tác dụng trong xung đột. Cụ thể, máy bay không người lái UAV tầm xa đã tấn công các cơ sở dầu mỏ sâu bên trong nước Nga trong những tuần gần đây. Trong khi đó, các drone hải chiến, sea drone, tàu tấn công không người lái dưới nước đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạm đội biển đen của Nga và giúp mở lại các tuyến đường thủy phục vụ xuất khẩu ngũ cốc Ukraine. Bên cạnh đó, Kiev cũng đang tự sản xuất đạn súng cối và đạn pháo 122mm, 152mm theo tiêu chuẩn Liên Xô. Các công ty quốc phòng Ukraine đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu lớn nhất của quân đội bằng cách chế tạo đạn pháo 155 mm theo tiêu chuẩn của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, loại đạn cần thiết cho các hệ thống pháo binh mà các nước phương Tây cung cấp. Trả lời AP hồi tháng 12 năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng khẳng định, sản xuất trong nước là chìa khóa để Ukraine có thể duy trì khả năng phòng thủ của nước này. Ông Zelensky nhấn mạnh, đây chính là lối thoát, đồng thời cho rằng nếu những nguyện vọng này được thực hiện các kế hoạch của Nga sẽ chấm dứt. Mặc dù Ukraina có năng lực sản xuất và một số nguyên liệu thô, đặc biệt là thép, nhưng những thứ quân đội nước này hiện cần là vũ khí thành phẩm ngay lập tức. Ông Maxim Poliviani, Phó Tổng giám đốc Ukraina Amo, nhà sản xuất vũ khí tư nhân lớn nhất Ukraina, nhận định rằng nếu không có sự giúp đỡ của các đối tác phương Tây, ngành công nghiệp vũ khí Kyiv sẽ không thể đáp ứng đủ nhu cầu của quân đội. Giờ đây, sau hơn 3 năm xung đột tiếp diễn, Ukraina cần mọi thứ từ đạn dược cho đến hệ thống tên lửa tầm xa máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Trong số đó, một số vũ khí không thể sớm tự sản xuất được. Vừa qua, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamisin thông báo nước này đã triển khai một tên lửa được sản xuất trong nước với tầm bắn hơn 400 dặm, hơn 643 km. Giới chức cho biết, các hệ thống phòng không và tên lửa có độ chính xác cao tương tự hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất cũng đang được phát triển. Mặc dù vậy, các hệ thống công nghệ cao mà Kiev cần để sử dụng hiệu quả trong xung đột phải mất nhiều thời gian mới có thể sản xuất được trong nước Ông Poliviani lưu ý Để xây dựng và làm chủ được một cơ sở sản xuất như vậy Sẽ phải mất nhiều thập niên 6 tháng sau khi ngăn chặn đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden Về việc cung cấp gói hỗ trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson Người có thể một mình sắp xếp một cuộc bỏ phiếu trong Hạ viện Do Đảng Cộng Hòa kiểm soát Dường như đã đảo ngược sự phản đối của ông đối với viện trợ cho Kiev Theo một số nghị sĩ Hạ viện Mỹ đang trong kỳ nghỉ cho đến tuần đầu tiên của tháng 4, nhưng một khi hoạt động của cơ quan này được nối lại, ông Johnson sẽ kêu gọi một cuộc bỏ phiếu về gói viện trợ mới cho Ukraine. Với hàng chục tỷ đô la Mỹ tài trợ này, Bộ Quốc phòng Mỹ có thể sớm cung cấp rất nhiều vũ khí cho Kiev. Một số vũ khí có thể đến trực tiếp từ kho dự trữ hiện có của Mỹ, với nguồn tài trợ mới chi trả cho các loại vũ khí mới được chế tạo để bổ sung vào kho dự trữ này. Những khoản khác có thể đến từ các hợp đồng thương mại do Lầu Năm Góc làm trung gian vấn đề đặt ra hiện nay là cần làm rõ những ưu tiên trong việc hỗ trợ cho Ukraine. Đầu tiên và quan trọng nhất, Ukraine cần đạn pháo. Trong 18 tháng đầu tiên của cuộc xung đột, Mỹ là nhà cung cấp đạn pháo chính cho Ukraine. Tổng cộng Washington đã hỗ trợ Kiev khoảng 2 triệu quả đạn pháo, một nửa đến trực tiếp từ các kho của Mỹ và nửa còn lại nước này lặng lẽ mua từ Hàn Quốc. Việc gói hỗ trợ cho Ukraine bế tắc tại Quốc hội và sự sụt giảm nguồn cung đạn dược của Washington cho Kiev vào cuối năm ngoái đã cắt giảm 2 phần 3 số đạn pháo được phân bổ hàng ngày Quân đội Mỹ đã xây dựng một nhà máy sản xuất đạn pháo mới ở Texas nhằm bổ sung cho nhà máy hiện tại ở Pennsylvania. Chẳng bao lâu nữa, quân đội sẽ có khả năng sản xuất khoảng 70.000 quả đạn pháo mỗi tháng, tăng gấp 6 lần so với tốc độ sản xuất năm 2022. Giới quan sát cho rằng không có lý do gì mà hầu hết số đạn pháo này không đến Ukraina, một khi có đủ nguồn tài chính để chi trả cho mỗi quả đạn pháo trị giá 5.000 đô la Mỹ. Kết hợp với đạn pháo từ EU cũng như một sáng kiến riêng của Séc, các chuyến đạn pháo khẩn cấp từ Mỹ có thể lần đầu tiên mang lại cho Ukraine lợi thế lâu dài về pháo binh. Khi đạn pháo được vận chuyển, Mỹ có thể giải quyết nhu cầu lớn thứ hai của Ukraine, đó là tổ hợp tên lửa phòng không Patriot. Đây là hệ thống phòng không tốt nhất của Ukraine hiện nay. Tên lửa có tầm bắn 145 km sử dụng cho hệ thống này có thể bắn hạ tất cả các tên lửa nhanh nhất của Nga một cách đáng tin cậy và hạ gục các chiến đấu cơ của Moscow. Tuy nhiên, hiện nay Ukraine chỉ có 3 tổ hợp Patriot với khoảng 30 bệ phóng và đã mất một cặp bệ phóng trong một cuộc phục kích tên lửa ác liệt vào đầu tháng 3. Các hệ thống này đang bị dàn mỏng, một hệ thống thường được sử dụng để bảo vệ Kiev, một hệ thống khác bảo vệ Odessa, càng chiến lược của Ukraine trên biển Đen và hệ thống thứ ba dường như đang di chuyển ra tiền tuyến để chiến đấu với tiêm kích của Nga. Lý tưởng nhất là Ukraine sẽ bố trí tổ hợp Patriot trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho khoảng từ 5 đến 6 thành phố lớn nhất, đồng thời bố trí một tổ hợp ở các mặt trận phía đông và phía nam. Những hệ thống này cần phải được tự do khai hỏa với tốc độ nhanh nhất nghĩa là chúng cần nguồn cung tên lửa ổn định với mỗi quả có giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Việc tăng gấp đôi hoặc gấp ba lực lượng Patriot của Ukraine có thể giúp nước này giành lại quyền kiểm soát không phận trên tiền tuyến, đồng thời đảo ngược xu hướng đáng lo ngại về các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn và ngày càng ác liệt của Nga nhằm vào các thành phố của Ukraine. Ngoài ra, theo giới quan sát, sau khi đã bổ sung pháo vào hệ thống phòng không cho Ukraine, Mỹ nên hỗ trợ một trong những lữ đoàn tốt nhất của quân đội Ukraine. Lữ đoàn cơ giới 47 là đơn vị vận hành chính các loại xe bọc thép do Mỹ sản xuất bao gồm xe tăng M1 Abrams và phương tiện chiến đấu bộ binh M2 Bradley. Quân đội Mỹ có hàng nghìn chiếc M1 và M2 cũ hơn đang được cất giữ. Chúng cần được đại tu trước khi tham gia chiến đấu ở Ukraina. Nếu khoản hỗ trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraina được thông qua, thì lầu năm góc có thể tăng tốc hỗ trợ hàng trăm xe tăng và phương tiện chiến đấu cho các lực lượng của Kiev. Hịu ngoại trưởng Czech Lubomir Zaoralek cho biết trong một bài báo đăng trên Ines, việc thiếu một chiến lược thống nhất giữa các nước phương Tây liên quan đến Ukraine có lợi cho Nga. Ông lưu ý, các thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao của NATO và EU đang làm gì? Chẳng phải việc tạo ra một chiến lược đối với Ukraine và một chiến lược chung đối với Nga là nhiệm vụ chính của họ sao? Đây không phải chính xác là những gì xảy ra với chúng ta ở Afghanistan sao? Ở đó cũng vậy, họ không nói về chiến lược và mục tiêu cho đến phút cuối cùng. Nếu chúng ta không có bất kỳ chiến lược thống nhất nào thì điều này sẽ có lợi cho Điện Kremlin. Theo cựu bộ trưởng, cho đến nay Praha vẫn chưa thể ấn định ngày giao số đạn dược đã hứa cho Ukraine và hiện người ta đang nói đến tháng 6. Đồng thời, Ukraine tiêu thụ 200.000 đạn pháo mỗi tháng và Nga hiện có con số gấp 5 lần như vậy, ông giải thích. Theo ông Zauralek, rõ ràng là sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev đang giảm dần. Ngoài ra, còn có tin đồn về một cuộc tấn công của Nga có thể sẽ sớm bắt đầu, chuyên gia nói thêm. Trong khi đó, dựa trên hoạt động của các lực lượng Nga ở phía đông Ukraine và một số yếu tố khác, các nhà nghiên cứu đưa ra dự báo về kế hoạch quân sự của nước này. Trích dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở chính tại Mỹ, tờ Pravda nhấn mạnh hỗ trợ an ninh của phương Tây có thể rất quan trọng để Ukraine giữ được lãnh thổ hiện nay và cầm cự trong các tháng tới. Các lực lượng Nga đang duy trì nhịp độ hoạt động ở các khu vực phía đông Ukraine và ngăn chặn Ukraine ổn định tuyến phòng thủ. Nga cũng đặc biệt tập trung vào việc tiếp tục lấn tới ở thị trấn Adivka về phía Tây, trước khi lực lượng Ukraine có thể thiết lập một tuyến phòng thủ kiên cố hơn. Trong khi đó, phía Ukraine đang gặp khó khăn với tình trạng thiếu thốn về mặt hậu cần khi các biện pháp hỗ trợ an ninh từ phương Tây chậm lại hoặc bị gián đoạn. Vì thế, các chuyên gia ISV cho rằng Nga có thể tận dụng tình thế chủ động hiện nay để linh hoạt triển khai các cuộc tấn công lớn hơn vào mùa xuân và mùa hè này, cũng là khai thác các điểm yếu hiện tại của Ukraine. Các chuyên gia ISV cũng cho rằng cuộc tấn công được dự báo vào mùa xuân chủ yếu nhằm gây bất ổn cho các phòng tuyến của Ukraine và góp phần chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn hơn vào mùa hè. Tuy vậy, nếu viện trợ từ phương Tây tăng cường trở lại, Lực lượng Ukraine hoàn toàn có khả năng ổn định chiến tuyến và ngăn cản phía Nga đạt mục tiêu. Bộ Quốc phòng Anh cho biết đội tuần giang Dnip cùng một lữ đoàn tuần tra đường sông được Nga công bố đã thành lập tuần trước và nhiều khả năng sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường thủy trên sông Donbass thuộc tỉnh Kherson cùng các cù lao giữa sông. Theo cơ quan này, đơn vị mới thành lập có thể thuộc nhóm quân Dnip của Nga được thành lập trên cơ sở hợp nhất nhóm quân Dnip cũ và nhóm quân Zaporizhia bộ quốc phòng anh nhận định đồng thời cho rằng cả hai bên đều chịu tổn thất nặng trong giao tranh tại đây nga dường như muốn ngăn ngừa và chặn các đợt vượt sông của lực lượng ukraine như hoạt động lập đầu cầu ở làng krinky tuy nhiên đơn vị mới thành lập của nga có thể dễ bị tổn thương trước xuồng cảm tử của ukraine loại vũ khí từng phá hủy nhiều chiến hạm trên biển đen chưa rõ quy mô và mức độ trang bị của đơn vị mới Song quân đội Nga có thể sử dụng lực lượng này để hỗ trợ những đợt tấn công vượt sông sang phía bờ Tây, nơi Ukraine kiểm soát. Được biết, hải quân hiện đại của Nga có một loạt tàu tuần tra, tàu quét mìn và tàu đổ bộ có kích thước và lượng giãn nước tương tự. Từ tàu quét mìn lớp Raptor 43 tấn và tàu quét mìn lớp Korun thuộc dự án 1258 có lượng giãn nước 91 tấn và tàu đổ bộ cao tốc BK-16 mới nặng 22 tấn. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, đội tàu Dnieper bao gồm khoảng 140 pháo hạm tàu tuần tra, tàu quét mìn trên sông và thuyền máy với nhiều kích cỡ và lượng giãn nước khác nhau, bao gồm cả các tàu sông bọc thép, dự án 1125 có lượng giãn nước 26 đến 29 tấn, dài 22,65 m, rộng 3,5 m, có tốc độ hành trình 18 hải lý 1 giờ và có thủy thủ đoàn từ 10 đến 12 người. Alexander Batos, chuyên gia tại Học viện Khoa học Quân sự Nga và nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích và đánh giá quân sự ngoại giao cho rằng Việc thành lập đội tàu sông Dnipro có liên quan đến nhu cầu tăng cường lực lượng của Nga ở hướng tây nam, nơi tình hình vẫn phức tạp trong bối cảnh hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine. Ngoài ra, việc đẩy nhanh quá trình thành lập căn cứ mới của NATO ở Romania làm dấy lên những lo ngại nhất định và tạo ra tình hình khó khăn ở phía tây Biển Đen và sông Dnipro, con sông lớn quan trọng nhất chảy vào Biển Đen. Chuyên gia quân sự Batus hy vọng nhiệm vụ của đội tàu sẽ bao gồm ngăn chặn các hoạt động đổ bộ phá hoại và trinh sát của đối phương cũng như hỗ trợ lực lượng mặt đất của Nga, đặc biệt là trong việc chống lại máy bay không người lái của đối phương. Trước đó, lực lượng của Nga tại bờ đông Dnip đã tấn công thiết giáp và vị trí đóng quân của Ukraine ở bờ Tây để ngăn đối phương vượt sông tới làng Krynky. Thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đơn vị vận hành máy bay không người lái cỡ nhỏ, drone, phát hiện phương tiện chiến đấu và vũ khí của Ukraine ở bờ Tây sông Dnip. Lực lượng Nga hạ những mục tiêu này với đòn tập kích chính xác bằng drone và pháo ngăn đối phương chuẩn bị vượt sông để đến khu vực Grinky ở bờ đông. Được biết, Nga kiểm soát các khu vực của tỉnh Kherson nằm ở bờ đông sông Dnieper. Quân đội Ukraine suốt nhiều tháng qua tiến hành hoạt động vượt sông đầy tham vọng nhằm kiểm soát các khu vực trên bờ đông sông Dnieper với mục tiêu biến nơi này thành bàn đạp để tiến sâu hơn vào vùng lãnh thổ Nga kiểm soát. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, đội tuần giang từ DP cùng một lữ đoàn tuần tra đường sông được Nga công bố thành lập vừa qua nhiều khả năng sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường thủy trên sông Dnep thuộc tỉnh Khê Sơn cùng các cù lao giữa sông. Theo cơ quan này, đơn vị mới thành lập có thể thuộc nhóm quân Dnep của Nga, được thành lập trên cơ sở hợp nhất nhóm quân p cũ và nhóm quân Zaporizhia. Theo Bộ Quốc phòng Anh, đội tuần giang Dnep sẽ đảm nhận nhiệm vụ tuần tra trên sông thay cho hạm đội Biển Đen của Nga, vốn đã lùi hoạt động về khu vực phía đông Biển Đen sau loạt vụ tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái cũng như xuồng cảm tử của Ukraine. Được biết, đội tàu được cho là sự tái hiện các đơn vị sông hoạt động trong các cuộc chiến tranh nga-thổ nhĩ kỳ năm 1735, 1739 và 1787, 1792 nội chiến nga, thế chiến thứ hai và chiến tranh lạnh. Phiên bản mới nhất của đội tàu này có thể sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của lực lượng DPD của nga và ông Sugo cho biết đội tàu này sẽ bao gồm một quân đoàn, một sư đoàn súng trường cơ giới, cũng như một lữ đoàn tàu sông. Sức mạnh và mức độ trang bị của các đơn vị này vẫn chưa được biết một cách cụ thể. Bình luận về động thái mới nói trên của Nga, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga muốn ngăn lực lượng Ukraine thực hiện các hoạt động xuyên sông giống như chiến dịch giúp Kiev thiết lập đầu cầu ở Karinki, nơi cả hai bên đều tổn thất một số lượng lớn quân đội và trang thiết bị. Các quan chức quốc phòng Anh bình luận đội tàu này có khả năng tách rời chức năng tuần tra trên sông khỏi hạm đội Biển Đen. Tuy nhiên, đội tàu mới của Nga có thể phải đối mặt với một số phận tương tự như các tàu của hạm đội Biển Đen hùng mạnh của Nga. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các tàu và cơ sở hạ tầng trong và xung quanh Sevastopol đã gây tổn thất nặng nề và buộc hạm đội Biển Đen phải di chuyển xa hơn về phía đông tới Novorossiysk. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh, đội tàu Dnep có thể sẽ dễ bị tổn thương trước các phương tiện mặt nước không người lái của Ukraine, vốn đã hoạt động hiệu quả trong việc loại bỏ các tàu Nga hoạt động ở Biển Đen. Được biết, sông Dnep trở thành giao cản tự nhiên, ngăn lực lượng Ukraine ở bờ Tây tiến vào khu vực tỉnh Kherson mà Nga kiểm soát ở bờ Đông. Trong những tháng gần đây, khu vực sông Dnep diễn ra nhiều cuộc giao tranh, đặc biệt là tại làng Karinki, nơi lực lượng Ukraine đang lập đầu cầu để bám trụ. Tổ vận hành thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ drone Pulava của Ukraine vừa qua đã đăng video lực lượng này triển khai drone góc nhìn thứ nhất FPV Cam Tử, tập kích các phương tiện chiến đấu như xe tăng, xe tải và các cứ điểm của Nga trong đêm. Những chiếc drone này được trang bị công nghệ nhìn trong bóng tối và có giá thành thấp do tổ chức phi chính phủ Win hornet phát triển. Đây là đơn vị chuyên cung cấp drone FPV cho quân đội Ukraine từ đầu chiến sự. Theo bình luận đăng kèm video, trong khi một chiếc camera ảnh nhiệt tiêu chuẩn cho drone FPV có giá 1.000 đô la Mỹ, giải pháp kỹ thuật của Winhornes chỉ có giá 50 đô la Mỹ. Winhornes cho biết họ không tiết lộ thông số kỹ thuật cụ thể của công nghệ này vì lý do an ninh, cũng như nhằm ngăn lực lượng Nga sao chép hoặc nghiên cứu phương án đối phó. Bình sĩ Ukraine cho biết drone chuyên tập kích ban đêm của Nga đã được tăng tầm bay và gây ra nhiều tổn thất cho họ. Theo một thành viên đơn vị trinh sát trên không của lữ đoàn cơ giới độc lập số 58 Ukraine, lực lượng Nga đang triển khai thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV có khả năng tác chiến ban đêm với tần suất lớn theo hướng thành phố Vuleda, tỉnh miền đông Donetsk. Đô Binh sĩ Ukraine cho hay, họ mang drone có thể hoạt động buổi đêm tới mặt trận này và đang tích cực sử dụng chúng. Các thiết bị này đã được cải tiến để tăng tầm bay và chúng tôi đang khốn khổ vì chúng. Được mệnh danh là sát thủ bóng đêm, các mẫu drone này của Nga được trang bị hai loại camera – gồm camera nhạy sáng có thể quan sát trong điều kiện ánh sáng tối thiểu và camera ảnh nhiệt có khả năng nhìn rõ bộ binh Ukraine trong bóng tối thông qua tín hiệu nhiệt phát ra từ cơ thể họ. Lực lượng Ukraine hiện thường xuyên di chuyển vào buổi đêm để giảm thiểu nguy cơ bị đối phương tập kích. Song sự xuất hiện của drone sát thủ bóng đêm khiến chiến thuật này không còn hiệu quả. Một binh sĩ Ukraine có biệt danh Potter cho biết lực lượng này ở Donetsk đã áp dụng các biện pháp ngụy trang để đối phó với drone FPV chuyên tập kích ban đêm, song thừa nhận không có cách nào hiệu quả 100%. Anh Porter cho hay, chúng tôi phải tính toán kỹ các bước di chuyển để đề phòng trường hợp bị đối phương tấn công bằng loại drone này. Tờ KF Post nhận định điểm yếu của drone sát thủ bóng đêm là chúng được trang bị camera có độ phân giải thấp hơn so với các dòng camera thông thường, song vẫn cho rằng đây là vũ khí có khả năng thay đổi cục diện chiến trường. Tờ báo cho biết, Ukraine cũng sở hữu công nghệ sản xuất drone trang bị camera ảnh nhiệt, song mức giá quá cao của loại khí tài này khiến chúng không được KF coi là ưu tiên. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, ông Zelensky nói, chúng tôi đã ổn định tình hình ở mức tối đa. Dù thực tế thiếu vũ khí, đạn dược, nhưng chúng tôi đang bắt đầu chuẩn bị lực lượng cho các hoạt động. Tình hình tốt hơn so với 2 hoặc 3 tháng trước. Chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả thông tin với các đối tác của mình. Nga sẽ chuẩn bị các hoạt động phản công, có thể là cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Trước đó, tướng Alexander Pavliuk, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine, tuyên bố Nga đang thành lập một đội quân mới bao gồm hơn 100.000 binh sĩ, và có thể sẽ thực hiện các cuộc tấn công dọc theo một phần mặt trận Ukraine vào mùa hè này. Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định kế hoạch hòa bình được Ukraine đề xuất vô nghĩa, vì Nga chắc chắn không rời khỏi những khu vực mình đang kiểm soát. Cụ thể, Nhật báo Investia của Nga ngày 29 tháng 3 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Hội nghị thượng đỉnh hòa bình về vấn đề Ukraine sẽ không thể thành công trừ khi những nền móng căn bản của nó thay đổi, trong đó có việc cho phép Nga tham dự sự kiện. Ông Lavrov cho biết... Ở mọi trường hợp, chúng tôi đều sẵn sàng đối thoại, miễn là không phải trên công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngoại trưởng Nga bác bỏ nhiều phần căn bản trong kế hoạch của Kiev, bao gồm việc yêu cầu Nga rút quân khỏi mọi lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận mà Nga đang kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea được Moscow đơn phương sắp nhập hồi năm 2014. Ông Lavrov cũng bác bỏ điều khoản bắt Nga phải chịu trách nhiệm cho cuộc giao tranh nổ ra ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Ngoại trưởng Nga chia sẻ, làm thế nào một chính trị gia nghiêm túc ở Washington, Bruxelles, London, Paris hay Berlin có thể nói không có lựa chọn nào khác ngoài công thức của ông Zelensky được. Những tuyên bồi trên một lần nữa thể hiện lập trường cứng rắn của Nga trong vấn đề đàm phán hòa bình tại Ukraine, cũng như cho thấy quan điểm trái ngược của hai bên tham chiến về điều kiện kết thúc xung đột. Trái với Nga, ông Zelensky từng nhiều lần từ chối bất kỳ cuộc thương lượng với Moscow nào không dựa trên cơ sở kế hoạch hòa bình do Kiev soạn thảo. Cụ thể, ông Zelensky nói trong cuộc họp chung với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul vừa qua rằng chúng tôi không thấy đại diện của Nga tại một hội nghị thượng đỉnh như vậy là cần thiết. Nhà lãnh đạo Ukraine nhắc lại luận điểm cũ của ông rằng một kế hoạch hòa bình nên được các nước khác chuẩn bị mà không có sự tham gia của Nga. Ông Zelensky nhiều lần nêu rõ, Kiev chỉ đàm phán khi Moscow chấp nhận các yêu cầu của Ukraine trên cơ sở công thức hòa bình 10 điểm mà ông nêu ra cuối năm 2022. Ngày 28 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Quốc hội Ukraine Danil Getmansev thông báo, các đối tác của Ukraine vừa cho khởi động một liên minh quốc phòng mới, lần này là liên minh xe tăng với cuộc họp đầu tiên diễn ra tại Warsaw. Theo nghị sĩ Ukraine, sáng kiến ban đầu của Ba Lan và Đức đã được mở rộng thêm ba nước, Anh, Thụy Điển và Italia. Mục tiêu liên minh năm nước hướng tới là cung cấp vũ khí và đạn dược xe tăng cho Kiev, đồng thời hỗ trợ quân đội Ukraine về sửa chữa, bảo dưỡng, huấn luyện và kỹ thuật. Ông Getman bình luận, Nga vốn sở hữu số lượng xe tăng rất lớn. Ngay từ những năm tháng Liên Xô còn tồn tại, Ukraine sẽ cần tăng gấp đôi nỗ lực để củng cố sức mạnh trên phương diện này. Giới chức những nước Anh, Đức, Ba Lan, Thụy Điển và Italia trước bình luận về tuyên bố của nghị sĩ Ukraine. Trước đó không lâu, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Ladislaw Kusineak Kamis và người đồng cấp Đức Boris Pistorius tuyên bố ý định thành lập liên minh cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Ông Kusineak Kamis nói Warsaw và Berlin sẽ đóng vai trò dẫn dắt một trong những liên minh quan trọng nhất đối với xung đột tại Ukraine. Ông kêu gọi các nước thành viên NATO và Liên minh châu Âu EU ủng hộ sáng kiến nhằm thúc đẩy an ninh tại châu Âu, lưu ý rằng Anh, Thụy Điển và Italia đã đồng ý hợp tác. Cũng liên quan đến viện trợ Ukraine, vừa qua, Tổng thống Zelensky đã hối thúc Hạ viện Mỹ sớm thông qua gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ nhằm duy trì một mặt trận thống nhất đối đầu Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 28 tháng 3 nói, việc quốc hội nhanh chóng chuyển viện trợ của Mỹ cho Ukraine là điều sống còn. Chúng tôi nhận thấy có nhiều quan điểm khác nhau tại Hạ viện về cách tiến hành, nhưng điều quan trọng là giữ vấn đề viện trợ Ukraine như một yếu tố thống nhất. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm, ông cho biết đã thảo luận với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson về việc những cuộc tấn công của Nga vào các thành phố Ukraine đang gia tăng nhanh chóng. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, và một điều rất quan trọng khác là quốc hội phải duy trì vị thế lãnh đạo của mình để việc bảo vệ tự do vẫn là một ý tưởng đoàn kết trong hai nước chúng ta và ở đa số các quốc gia trên thế giới. Trước đó, Đảng Cộng hòa Mỹ đang nghiêm túc xem xét việc biến 12 tỷ đô la Mỹ trong số 60 tỷ đô la Mỹ mà chính quyền của Tổng thống Biden muốn viện trợ cho Ukraine thành một khoản vay. Đây là giải pháp nhằm hài lòng một số nhân vật trong Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, cũng như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên tiềm năng nhất của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cho biết, ông đã đề cập với Tổng thống Zelensky về kế hoạch này trong chuyến thăm Kiev gần đây. Mặc dù ý tưởng này đã được bàn thảo trong nhiều tuần tại Quốc hội Mỹ, nhưng các quan chức Ukraine cho biết Kyiv không nắm được nhiều thông tin và họ có một số nghi vấn. Một quan chức thuộc văn phòng của Tổng thống Zelensky nói với tờ Politico: "Tôi chưa nghe thấy bất kỳ đề xuất cụ thể nào về kế hoạch như vậy được đưa ra cho Ukraine, nhưng Kyiv chắc chắn sẽ cần biết những điều kiện mà theo đó Ukraine sẽ không phải hoàn trả lại số tiền đó." Quan điểm này cũng được Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Dmytro Kuleba ủng hộ. Ngoại trưởng Kuleba nói với các phóng viên rằng Mặc dù ông không bị sốc khi biết về ý tưởng trên của Đảng Cộng hòa ở Mỹ, nhưng Ukraine vẫn chưa thấy bất kỳ chi tiết nào về đề xuất này, ngoại trừ việc đề cập rộng rãi đến các khoản vay thay vì trợ cấp. Theo quan chức trên, nhìn chung ép không thích ý tưởng này. Ukraine đã luôn khẳng định trong suốt cuộc xung đột rằng họ cần được hỗ trợ nhiều hơn, nhưng điều này giờ đây có vẻ cấp bách hơn bao giờ hết. Phát biểu với đại phát thanh NV vừa qua, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky Ông Mikhail Podolyak cho biết lực lượng Ukraine đã đạt đến trạng thái đình trệ trên chiến trường vì phương Tây không cung cấp cho Kiev đủ thiết bị quân sự để đạt được bất kỳ tiến bộ đáng kể nào. Ông Mikhail Podolyak phàn nàn rằng Kiev không có đủ nguồn lực để thực hiện các hành động tấn công hiệu quả nhằm làm suy yếu Nga. Ông nói, nhìn chung, nguồn lực cung cấp cho Ukraine chậm, việc ra quyết định chậm về các công cụ thích hợp có một sự trì trệ nhất định dọc chiến tuyến và thừa nhận rằng lực lượng của Kiev đang hoàn toàn ở thế phòng thủ ở Donetsk lugan của Nga và vùng Zaporizhia. Ông Podolyak lập luận, sự trì trệ này là do các biện pháp trừng phạt của phương Tây chưa đủ mạnh, mà theo ông là không đủ mạnh để bóp nghẹt ngành công nghiệp quân sự Nga. Ông nói thêm, yếu tố khác là nguồn cung vũ khí từ phương Tây không đủ. Chúng ta đang nói về máy bay không người lái, đạn dược và tăng cường đầu tư đáng kể vào sản xuất đạn. Chúng tôi thấy rằng tất cả những điều này đang diễn ra chậm chạp. Tuy nhiên, ông cho biết sự trì trệ này không có nghĩa là bế tắc không phải là Ukraine không biết phải làm gì trong cuộc giao tranh này. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2023, cựu tướng hàng đầu của Ukraine Valery Zalutny mô tả tình hình chiến trường đã rơi vào bế tắc sau khi cuộc phản công mùa hè của Kiev không thể xuyên thủng phòng tuyến của Nga, mặc dù được tăng cường bởi số lượng lớn thiết bị phương Tây. Bình luận của ông Zalutny đã khơi dậy cuộc tranh luận liệu Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không. Giới quan sát cho rằng đây cũng là dấu hiệu cho thấy dạn nứt ngày càng tăng giữa ông Zalutny và ông Zelensky tổng thống ukraina đã sa thải vị tướng này vào tháng trước và người thay thế ông là tướng alexander sinsky quân đội ukraina đã ở thể yếu trong những tuần gần đây sau khi lực lượng nga kiểm soát thành phố chiến lược Adipka ở donbass và sau đó đẩy ép ra khỏi một số khu định cư gần đó giới chức ukraina đã nhiều lần tuyên bố rằng việc không đạt được thành công trên chiến trường là do thiếu hụt đạn dược do phương tây cung cấp nhiều tháng qua, Mỹ phải vật lộn để phê duyệt gói viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Joe Biden đề xuất cho Ukraine đang gặp sự phản đối của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội. Mới đây, một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ nhấn mạnh rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên cởi mở hơn trong việc tiết lộ thông tin về tình trạng giao tranh ở Ukraine. Theo Politico, lời khuyên được đưa ra khi giao tranh ngày càng gia tăng trong bối cảnh Nga gần đây liên tục giành được lợi ích trên các chiến trường quan trọng và sự chú ý của quốc tế vào cuộc xung đột ở ukraina đang giảm dần cụ thể james rubin lãnh đạo trung tâm tương tác toàn cầu của bộ ngoại giao mỹ cơ quan chịu trách nhiệm chống lại thông tin sai lệch và tuyên truyền của các quốc gia thù địch cũng như các tác nhân khác nhằm vào mỹ cùng đồng minh của nước này trên khắp thế giới tuyên bố rằng ukraina cần công khai những sự thật vũ phàng trên chiến trường trao đổi với politico nhà ngoại giao cấp cao của mỹ cho rằng đôi khi chính phủ ukraina có thể chống lại loại quyền tự do thông tin vốn là điều bình thường đối với chúng tôi có những ngày các phóng viên chiến trường có thể đưa tin về những điều không có lợi cho Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nhưng trong một nền dân chủ mà chúng tôi hy vọng và ngày càng thấy Ukraine xây dựng được, họ nên hiểu rằng việc các phóng viên chiến trường đưa tin về xung đột, ngay cả khi thỉnh thoảng có tin xấu, tốt hơn nhiều so với môi trường bị kiểm soát giống như Nga. Các nhà báo Ukraine và phương Tây đã liên tục gây áp lực với Kiev để được tiếp cận tiền tuyến Ukraine nhiều hơn. Nhưng chính quyền ở Kiev vẫn hạn chế đưa tin từ các khu vực nhạy cảm trong cuộc xung đột với lý do các hạn chế này nhằm mục đích ngăn chặn các chiến dịch thông tin sai lệch của Nga. Trong diễn biến khác, theo đài RT, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Botnikov cho rằng lãnh đạo Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov nên được coi là mục tiêu hợp thức của binh sĩ Nga. Ông Botnikov nói, bất kỳ ai có hành vi phạm tội đối với Nga và công dân Nga cũng đều là mục tiêu hợp pháp. Khi được hỏi vì sao Nga chưa ra tay đối với những mục tiêu này, ông Botnikov đáp rằng khả năng đó vẫn còn ở phía trước ông Budanov, 38 tuổi, là lãnh đạo Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine. Hồi tháng 12 năm 2023, tòa án tại Moscow ra lệnh bắt giữ ông Budanov với cáo buộc nguy hiểm, cho rằng ông đạo diễn nhiều vụ tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. FSB ban đầu xác định ông Budanov là người đứng sau vụ nổ trên cầu Crimea, nối lục địa Nga với bán đảo Crimea hồi tháng 10 năm 2022. Khi đó, một chiếc xe tải phát nổ trên cầu, làm tài xế và bốn người đi trên chiếc xe gần đó thiệt mạng. Không lâu sau khi xung đột với Nga bùng nổ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khẩn khoản yêu cầu Mỹ cung cấp các loại vũ khí tầm xa, bao gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 Atak MS có tầm bắn đủ để quân đội của ông tấn công các vị trí hậu tuyến của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã liên tục công khai bác bỏ khả năng chuyển giao loại tên lửa này vì lo sợ nguy cơ gia tăng xung đột, nhưng cuối cùng vẫn mùi lòng. Atak MS thực tế đã đến tại Ukraine và lần đầu tiên được các binh sĩ nước này dùng để tấn công vào các căn cứ không quân của Nga ở tiền tuyến miền Nam và miền Đông hồi tháng 10 năm ngoái. Những quả tên lửa Atak MS được gửi cho Ukraine thực ra là phiên bản cũ hơn, với tầm bắn chỉ từ 160 đến 180 km, tức chỉ bằng một nửa so với phiên bản mới. Trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba mà không có dấu hiệu kết thúc, nhưng cũng chưa có đột phá nào xảy ra, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ. Trong cuộc họp với Defense Writer Group, một hiệp hội phóng viên quốc phòng và an ninh quốc gia với 50 tổ chức tin tức thành viên trên toàn cầu, bao gồm hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Charles Brown Jr. cho biết, tôi cảm nhận được rằng nguy cơ gia tăng xung đột không cao như lúc đầu. Bình luận của tướng Brown được đưa ra khi ông đề cập đến khả năng chuyển giao tên lửa Atac MS từ Mỹ cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden vẫn cố gắng tránh xác nhận hoặc phủ nhận các báo cáo truyền thông về chủ đề trên. Ông Brown cũng không chính thức xác nhận hay phủ nhận thông tin này, nhưng vị tướng hàng đầu xứ cờ hoa nói rằng phản ứng im lặng của Nga đối với một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine ngay bên trong lãnh thổ Nga đã cho phép Lầu Năm Góc điều chỉnh phân tích của mình về nguy cơ gửi Atac MS. Được biết, hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội MGM-140 Atac MS là tên lửa đạn đạo chiến thuật do công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất. Nó có tầm bắn lên tới hơn 300 km với nhiên liệu đẩy rắn cao gần 4 m và đường kính gần 70 cm. Phiên bản tên lửa Atac MS được gửi tới Ukraine được trang bị đầu đạn chùm, loại đầu đạn nhỏ có thể gây sát thương trên diện rộng. Do lo ngại Ukraine có thể sử dụng tên lửa này để tấn công các mục tiêu sâu bên trong biên giới Nga, hầu hết tên lửa Atak MS do Mỹ cung cấp đều có tầm bắn bị giới hạn, ở mức thấp hơn tên lửa Storm Shadow của Anh. Thưa quý vị, tạp chí Asia Times nhận định cuối cùng Nga sẽ thắng trong cuộc đối đầu lịch sử với thế giới phương Tây ở Ukraine, phá hủy sự thống trị toàn cầu của Mỹ, mặc dù phương Tây đã áp đặt một số lượng lớn các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga nhưng không có lý do gì để nói rằng chúng đã ảnh hưởng đến hoạt động của tổ hợp công nghiệp quân sự nước này. Tạp chí Asia Times nhận định, cuối cùng Nga sẽ thắng trong cuộc đối đầu lịch sử với thế giới phương Tây ở Ukraine, phá hủy sự thống trị toàn cầu của Mỹ. Trong cuộc đối đầu Đông Tây hiện nay, Mỹ thực sự muốn đánh bại Nga bằng bàn tay của người khác, cả trên chiến trường, ám chỉ xung đột Nga-Ukraine và đè bẹp nước này về mặt kinh tế, tức gây sức ép bên ngoài và hệ thống chính trị, gây rối loạn từ bên trong. Nhận định này được nêu trong bài viết mới đây của ấn phẩm trực tuyến Asia Times của Hồng Kông. Tờ báo châu Á chỉ ra ý định của Mỹ sẽ không thành hiện thực vì người Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu đang diễn ra, phá hủy địa vị độc tôn thống trị thế giới của Hoa Kỳ. Ấn phẩm lưu ý rằng, để thay đổi quyền lực ở Liên bang Nga, Hoa Kỳ đã huy động mọi ảnh hưởng của mình đối với các nước châu Âu, lôi kéo những nhà báo giỏi nhất, các tổ chức tư vấn uy tín nhất và mua chuộc các chính trị gia để thiết lập vòng bao vây cương tỏa cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế đối với Nga. Bất chấp những áp lực khổng lồ liên tục gắn với kỳ vọng của phương Tây về sự sụp đổ của nền kinh tế Nga, Liên bang Nga đã trở thành trung tâm tái tổ chức chuỗi cung ứng toàn cầu và nguồn tài chính của họ. Các biện pháp trừng phạt chống Nga đã cho thấy sự kém hiệu quả của chúng. Liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện đang sản xuất đạn pháo nhiều gấp 4 đến 7 lần Ukraine, vượt trội cả tổ hợp công nghiệp quân sự khổng lồ của phương Tây. Một vấn đề trọng yếu khác là dân số Liên bang Nga đông hơn Ukraine gấp 5 lần, trong khi phương Tây sẽ không bao giờ hy sinh xương máu cho Kiev. Đây là yếu tố tiên quyết giúp Moscow giành chiến thắng trong cuộc đối đầu tiêu hao quân sự với Ukraine và khối NATO. Với những ưu thế vượt trội như trên, Asia Times dự đoán rằng Moscow sẽ giành chiến thắng trước Kiev và các đồng minh phương Tây trong cuộc xung đột ở Ukraine và địa vị của Washington ở Tây Âu sẽ suy giảm nghiêm trọng. Những tác động tiêu cực giáng vào vị thế toàn cầu của Mỹ sẽ rất nặng nề. Trong khi đó, Ấn phẩm The Conversation nhận xét, mặc dù phương Tây đã áp đặt một số lượng lớn các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga, nhưng không có lý do gì để nói rằng chúng đã ảnh hưởng đến hoạt động của tổ hợp công nghiệp quân sự nước này. Một số chuyên gia được tờ báo nói trên phỏng vấn tin rằng Moscow đang vượt qua các rào cản của phương Tây nhờ sự hỗ trợ từ những nước thân thiện. Tờ báo cho biết, tương tự như vậy, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga, bao gồm cả điện thoại thông minh, đã tăng vượt bậc so với mức trước xung đột Ukraine, phần lớn là do các lệnh trừng phạt chống lại Moscow do Mỹ và EU ban hành. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng phức tạp dẫn đến thực tế là các linh kiện điện tử có nguồn gốc từ phương Tây tiếp tục chảy vào lãnh thổ Liên bang Nga và được sử dụng để sản xuất vũ khí. Bài báo cho rằng phương Tây sẽ thắt chặt những biện pháp trừng phạt đối với các công ty giúp Moscow lách lệnh cấm vận. Mặc dù vậy, hiệu quả từ bước đi nói trên vẫn còn nhiều nghi vấn. Bằng cách này hay cách khác, hàng chục công ty từ những nước thứ ba vẫn giúp Nga lách lệnh trừng phạt. Rõ ràng, bản danh sách này sẽ tiếp tục tăng thay vì thu hẹp. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, Thưa quý vị, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc vừa qua lên tiếng khả năng yếu tố hạt nhân của Mỹ tham gia vào các cuộc tập trận quân sự quanh Triều Tiên, ảnh hưởng đến lợi ích của Nga. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia cho rằng khả năng yếu tố hạt nhân của Mỹ tham gia vào các cuộc tập trận quân sự quanh Triều Tiên ảnh hưởng đến lợi ích của Nga. Theo hãng thông tấn TASS, ông nebenzia nói trong cuộc họp của hội đồng bảo an điều đáng lo ngại đặc biệt là khả năng hạt nhân của washington ngày càng lộ liễu trong các cuộc tập trận của đồng minh diễn biến nguy hiểm như vậy trong khu vực ảnh hưởng đến lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của nga ông nebenzia nhấn mạnh hành động quân sự hóa khu vực với sự tham gia trực tiếp của washington và các quốc gia thành viên nato khác nằm cách triều tiên hàng chục ngàn km nhà ngoại giao nga kết luận trong những năm qua các biện pháp trừng phạt đã không góp phần đạt được các mục tiêu mà cộng đồng quốc tế đặt ra và không dẫn đến việc bình thường hóa tình hình quanh bán đảo Triều Tiên. Ngày 28 tháng 3, Nga dùng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để ngăn việc gia hạn hoạt động giám sát các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên. Việc Nga sử dụng quyền phủ quyết sẽ không làm mất những biện pháp trừng phạt, nhưng sẽ khiến nhóm giám sát không thể tiếp tục công việc, theo dõi xem có hành vi nào vi phạm hay không. Việc Nga sử dụng quyền phủ quyết lần này vấp phải chỉ trích gay gắt của Mỹ, Hàn Quốc và Ukraine. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận phối hợp quy mô lớn tại một cơ sở huấn luyện công nghệ cao ở Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến. Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần bắt đầu từ ngày 19 tháng 3 tại Trung tâm huấn luyện chiến đấu Hàn Quốc ở quận miền núi Inje, cách Seoul 126 km về phía đông bắc, khoảng 3.600 binh sĩ tham gia tập trận, trong đó có một đại đội thuộc Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 3 của Mỹ đóng tại Okinawa. Nhật Bản và các binh sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh số 25 của quân đội Hàn Quốc Tại cuộc tập trận này còn có khoảng 230 phương tiện chiến đấu, gồm xe tăng, xe bọc thép và trực thăng. Các binh sĩ tham gia tập trận thực hiện các hoạt động diễn tập tấn công và phòng thủ liên tục trong 3 ngày. Đại úy Thủy quân lục chiến Mỹ Nicholas Bayuk nhấn mạnh mục tiêu của cuộc tập trận này là tăng cường mối quan hệ giữa các lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp tác chiến với quân đội Hàn Quốc trong tương lai. Người phát ngôn cơ quan trách Dobzhinsky ngày 28 tháng 3 viết trên mạng xã hội rằng cơ quan an ninh nội địa Ba Lan đang tiến hành các hoạt động nằm trong cuộc điều tra về hoạt động gián điệp của Nga nhằm vào những quốc gia và tổ chức thuộc Liên minh châu Âu EU. Ông nói thêm rằng họ đã thực hiện các cuộc đột kích ở thủ đô Warsaw và thành phố Tichy ở phía nam đất nước. Người phát ngôn Dobzhinsky cho biết mạng lưới gián điệp hướng tới việc thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại do Điện Kremlin đề ra, trong đó có làm suy yếu vị thế Ba Lan trên trường quốc tế, làm mất uy tín Ukraine cũng như hình ảnh của các cơ quan EU. Ông nhấn mạnh các hoạt động được thực hiện là kết quả của mối hợp tác quốc tế giữa cơ quan an ninh với một số đối tác châu Âu, đặc biệt là Séc. Séc vừa qua tuyên bố họ đã phá vỡ một mạng lưới do Moscow tài trợ nhằm tuyên truyền cho Nga và gây ảnh hưởng trên khắp châu Âu. Praha cho biết nhóm này đã sử dụng trang tin tức Voice of Europe để truyền bá thông tin nhằm ngăn cản EU gửi viện trợ cho Ukraine để đối đầu Nga. Theo người phát ngôn Dobzhinsky, hoạt động của cơ quan an ninh bắt đầu từ cuộc điều tra hồi đầu năm, dẫn đến cáo buộc chống lại một công dân Ba Lan bị nghi ngờ làm gián điệp của Nga. Không chỉ Ba Lan, cơ quan an ninh của Ukraine cũng cho biết đã bắt hai đặc vụ cơ quan tình báo Nga bị cáo buộc chỉ điểm mục tiêu quân sự nhạy cảm để Moscow không kích. Cơ quan an ninh Ukraine SBU cho hay, hai đặc vụ cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đã bị bắt ở Kiev và Odessa sau một chiến dịch đặc biệt. Hai nghi phạm đã tìm cách xác định vị trí của các binh sĩ Ukraine rồi gửi tọa độ cho lực lượng Nga để tiến hành các cuộc không kích. Theo SBU, hai đặc vụ Nga bị bắt quả tang khi đang do thám mục tiêu tiềm năng. Một nghi phạm đã chụp ảnh nhà máy nhiệt điện dường như để giúp lực lượng Nga nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Cả hai đều bị buộc tội hợp tác với lực lượng nước ngoài và phải đối mặt với án tù trung thân. Trước đó, Cơ quan An ninh Ukraine SBU đầu tháng 2 thông báo, cơ quan an ninh này đã triệt phá mạng lưới gián điệp quyền lực do Bộ phận Phản gián quân sự thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB hoạt động tại Ukraine điều hành. 5 người bị bắt với cáo buộc phản quốc gồm các cựu thành viên Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR, đơn vị tình báo đối ngoại và một đặc vụ SBU đang công tác. Theo SBU, 5 nghi phạm này bị bắt quả tang khi chuyển cho FSB thông tin về các cơ sở quân sự của Ukraine, công sự phòng thủ, dữ liệu cá nhân và những cơ sở năng lượng chiến lược. Nhóm này đã chuyển thông tin về hệ thống phòng thủ gần thành phố Odessa ven biển đen vị trí các bệ phóng rocket ở tỉnh Kharkov, hoạt động điều chuyển quân và phương tiện của Ukraine, theo văn phòng công tố Kiev cho biết. Các hoạt động của NATO ở Đông Âu và khu vực Biển Đen cho thấy liên minh này có thể đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga. Thông tin này được Tân Hoa Xã dẫn từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 28 tháng 3 khi trích dẫn các hoạt động quân sự hóa ở Đông Âu. Bộ Ngoại giao Nga nhận định bản chất các hoạt động như vậy của các thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là làm trầm trọng thêm căng thẳng quân sự dọc theo biên giới của chúng tôi và tạo thêm mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Tất cả điều này nhằm chuẩn bị cho các đồng minh của khối về một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga. Bình luận nêu trên được đưa ra giữa lúc có thông tin Rumani, một thành viên NATO, thông báo kế hoạch đầu tư 2,7 tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa căn cứ không quân in koganisianu gần thành phố Constanta, phía nam Rumani. Căn cứ không quân Mihain-Koganisianu sẽ mở rộng thành một thị trấn quân sự có diện tích gần 3.000 hecta, có thể tiếp nhận 10.000 quân nhân NATO cùng gia đình của họ. Tần Hoa xã đưa tin, hoạt động xây dựng đã bắt đầu ở khu vực phía nam của thị trấn quân sự tương lai. Căn cứ mới sẽ có nhà chứa máy bay, kho nhiên liệu, đạn dược, thiết bị, vật liệu kỹ thuật hàng không, thiết bị mô phỏng, cơ sở cung cấp thức ăn, chỗ ở. Sau khi hoàn tất mở rộng vào năm 2040, đây có thể sẽ là căn cứ lớn nhất của NATO ở châu Âu. Theo đánh giá, căn cứ mới được cho sẽ củng cố an ninh ở sườn phía đông NATO. Moscow trước đó cũng đã liên tục cảnh báo Mỹ và các đồng minh nhằm phát đi thông điệp phản đối việc NATO mở rộng về phía đông và bố trí lực lượng quân sự gần biên giới Nga. Giới chức Nga giải thích rằng ngăn chặn Kiev gia nhập NATO là một trong những mục tiêu chính của kế hoạch quân sự mà Moscow triển khai ở Ukraine từ năm 2022. Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ theo dõi những diễn biến ở Rumani, đánh giá những rủi ro mới nổi và cân nhắc những rủi ro này trong quá trình lập kế hoạch quân sự. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm việc nỗ lực tăng cường tiềm lực của NATO cũng đang diễn ra ở Ba Lan và các nước vùng Baltic. Gần đây, giới chức phương Tây liên tục đưa ra cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO với lập luận rằng Moscow sẽ chưa dừng lại nếu giành chiến thắng ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng đã cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện giữa NATO và Nga. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiến đấu cơ Israel vừa qua đã tiến hành không kích điểm tập trung của quân đội Syria ở tỉnh Aleppo, khiến nhiều quân nhân nước này thiệt mạng.ít nhất ba người thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương trong vụ không kích được cho là do quân đội Israel tiến hành vào một kho vũ khí gần thành phố Aleppo của Syria sáng ngày 29 tháng 3. Đây được coi là đòn tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua của Israel vào quốc gia láng giềng Syria. Theo cơ quan giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, mục tiêu không kích là một kho vũ khí nằm gần sân bay quốc tế Aleppo. Toàn bộ thương vong đều là binh sĩ Syria. Vị trí khởi phát của không kích là khu vực cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng của Syria. Nhiều tiếng nổ lớn vẫn được nghe thấy từ các khu vực cách xa địa điểm bị tấn công vài km. Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin có 33 binh sĩ Syria và 5 thành viên lực lượng Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích. Mục tiêu bị tập kích là một kho chứa tên lửa của Hezbollah. Lực lượng phòng vệ Israel IDF không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận về vụ tập kích này. Chính sách được IDF thực hiện lâu nay với các cuộc tấn công ở nước ngoài. Đại diện IDF cho biết họ sẽ không bình luận về thông tin do truyền thông nước ngoài đưa ra. Israel mở hàng trăm đợt không kích nhằm vào Syria từ khi xung đột tại quốc gia Trung Đông bùng phát vào năm 2011, song hiếm khi nhận trách nhiệm hoặc công bố thông tin chi tiết. Các vụ không kích của IDF chủ yếu nhắm vào những nhóm dân quân thân Iran, trong đó có Hezbollah, song đôi khi họ tấn công vị trí quân chính phủ Syria. Tần suất các vụ không kích nhằm vào Syria của IDF tăng từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát vào đầu tháng 10 năm 2023. Israel từng áp dụng chiến thuật cảnh cáo khi tấn công mục tiêu ở Syria, song gần đây chuyển sang các đòn đánh trực diện gây thương vong lớn hơn. Cũng liên quan đến căng thẳng gia tăng ở khu vực này, trước đó, tờ The Time of Israel cho biết lực lượng không quân Israel đã thực hiện các cuộc không kích ở miền đông Syria nhằm vào các mục tiêu và đặc vụ Iran. Trên 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ở khu vực Deir Ezo và Al-Bukaman, gần biên giới giữa Syria và Iraq. Theo các nguồn tin quốc phòng Israel, nước này đã tấn công các tài sản thuộc đơn vị 4.000 của Iran, đơn vị tác chiến đặc biệt của Tổ chức Tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, và đơn vị 18840 thuộc Lực lượng Quiz. Xin cơ quan tình báo nội địa Israel thông báo rằng họ đã ngăn chặn hai đơn vị của Iran đang tìm cách tuần lậu vũ khí hiện đại cho các tay súng Palestine ở bờ Tây. Các cuộc tấn công nói trên là phản ứng trước các hoạt động buôn lậu vũ khí và nhằm tấn công tài sản liên quan của Iran. Israel nói rằng số đặc vụ Iran hoặc đặc vụ có liên hệ với Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Theo cơ quan quan sát nhân quyền Syria, có 15 người, trong đó hầu hết là các tay súng thân Iran và một quan chức IRGC đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Cụ thể, một cố vấn của IRGC, hai vệ sĩ Iran, hai tay súng Syria và năm tay súng khác thuộc các nhóm thân Iran đã thiệt mạng trong một biệt thự ở thành phố ez-Zor. Trước đó, một máy bay, bay chở hàng của Iran đã bay từ Damascus tới thành phố ez-Zor ở phía đông chở theo thiết bị kỹ thuật và binh sĩ IRGC. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công trên. IRNA xác định sĩ quan thiệt mạng là và Vahidi thuộc lực lượng Quds. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo một nhân viên đã thiệt mạng trong cuộc không kích này. Nhân viên này là MHCH, một kỹ sư ở Dayenzo, từng là đầu mối của WHO về vấn đề nước và vệ sinh trong thành phố. Căn biệt thự nói trên là trung tâm liên lạc trong khu vực tòa nhà đã bị phá hủy và chủ nhà người Syria cũng thiệt mạng. Truyền thông Syri cho biết, quân đội Israel tiếp tục tiến hành thêm hai cuộc không kích vào Syri. Cuộc không kích thứ nhất được tiến hành vào trưa ngày 28 tháng 3, với mục tiêu là một địa điểm dân cư gần thị trấn Al-Badaliza, ngoại ô thủ đô Damas. Cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một tòa nhà thuộc một khu dân cư thuộc nội đô Damas. Tuy nhiên, trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo quân đội nước này đã tiến hành cuộc diễn tập đặc biệt nhằm chuẩn bị cho kịch bản nổ ra chiến tranh tại mặt trận phía Bắc, giáp biên giới Syria và Liban. Cuộc diễn tập có sự tham gia của tất cả các quân khu, cánh quân và bộ tổng tham mưu. Mục tiêu diễn tập là nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng của lực lượng phòng vệ Israel cho mọi kịch bản chiến sự có thể nổ ra tại mặt trận phía Bắc. Sau khi xung đột bùng phát tại giải Gaza, căng thẳng tại khu vực biên giới Israel và Liban đặc biệt tăng cao với các cuộc bắn phá qua biên giới diễn ra gần như hàng ngày giữa lực lượng phòng vệ Israel và phong trào Hezbollah ở miền nam Liban. Ở diễn biến khác, lực lượng Israel trong tháng 3 đã phát động một hoạt động quân sự khác nhằm vào bệnh viện lớn nhất Gaza, Ansifa, khiến cơ sở y tế này lại trở thành tâm điểm chú ý. Lực lượng Israel quay trở lại bệnh viện Ansifa và họ tiến hành các hoạt động tác chiến chính xác chống lại những kẻ cực đoan ở cơ sở y tế này. Đây cũng chính là lập luận của Israel trong cuộc đột kích vào tháng 11 năm 2023. Quân đội Israel cho biết đã bắt giữ hàng trăm thành viên Hamas và phong trào Palestine Islamic Jihad, thành chiến Hồi giáo Palestine trong và xung quanh bệnh viện Ansifa. Israel trong nhiều năm cáo buộc rằng các tay súng Hamas đang trú ẩn trong thánh đường Hồi giáo, bệnh viện và những nơi khác liên quan đến dân sự để tránh các cuộc tấn công của Israel. Hamas đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này. Cơ quan Y tế Gaza cho biết khoảng 3.000 người đang trú ẩn tại Ansifa vào thời điểm xảy ra cuộc khám xét gần đây. Cơ quan này cáo buộc rằng các tay súng bắn tỉa Israel và binh sĩ trên trực thăng đã nhắm bắn một số người cố gắng rời bệnh viện Asifa. Hamas chỉ trích Israel tấn công các mục tiêu mà không quan tâm đến bệnh nhân hoặc nhân viên y tế bên trong. Về phần mình, quân đội Israel cảnh báo rằng sẽ bắn những trường hợp rời bệnh viện mà không nhận được chỉ thị sơ tán trước. Luật pháp quốc tế cũng nghiêm cấm việc nhắm mục tiêu vào bệnh viện trong thời chiến. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thời điểm đó cũng đăng lên mạng xã hội X trước đây là Twitter. Chúng tôi vô cùng lo lắng về tình hình tại bệnh viện Ansifa ở phía Bắc Gaza đang gây nguy hiểm cho các nhân viên y tế, bệnh nhân và dân thường. Ông cũng kêu gọi bảo vệ các bệnh viện và chấm dứt chiến sự. WHO cùng nhiều nhóm nhân đạo khác đã cảnh báo về nạn đói đang đến gần ở phía Bắc Gaza. Mỹ đã nhiều lần ủng hộ cáo buộc của Israel rằng Hamas sử dụng tổ hợp y tế của Ansifa làm trung tâm chỉ huy, nơi giam giữ con tin và cất vũ khí khi được hỏi về cuộc khám xét Ansifa. Phát biểu khi tiếp đoàn nghị sĩ Mỹ tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, chúng tôi đã hạ nhiều lãnh đạo cấp cao của Hamas, trong đó có thủ lĩnh số 4 và số 3 của tổ chức này. Chúng tôi rồi sẽ hạ được thủ lĩnh số 2 và số 1 của họ. Chúng tôi xem đó là thắng lợi. Chiến thắng đã trong tầm tay, chỉ còn cách vài tuần nữa. Lãnh đạo chính phủ Israel tái khẳng định quyết tâm tiến đánh thành phố Rafah được xem là thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas tại giải Gaza. Ông nói mình không còn lựa chọn nào khác vì kế hoạch đưa quân vào Rafah sẽ quyết định sự tồn vong của Israel. Ông kêu gọi các nghị sĩ Mỹ vận động đoàn kết lưỡng đảng ủng hộ Tel Aviv trong giai đoạn này. Trong khi đó, chính quyền ông Netanyahu đang dần đánh mất ủng hộ của Washington trong cuộc chiến tại giải Gaza vì kế hoạch tấn công thành phố Rafah. Giới chức Mỹ quan ngại Israel chưa vạch ra bất kỳ kế hoạch nào để di rời hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn tại đây. Truyền thông Liban gần đây cũng cho rằng chính phủ và quân đội Israel đang tăng tốc chuẩn bị cho kế hoạch tấn công bộ binh vào thành phố Rafah ở cực nam Gaza. Rất lời một số quan chức Ai Cập không tiết lộ danh tính, truyền thông Liban nói rằng cuộc tấn công dự kiến được phát động ngay sau lễ Eid al kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo vào đầu tháng năm tới đây. Hoạt động tại Rafah có thể kéo dài từ 3 đến 5 tuần, được tiến hành ngay sau khi hoàn tất việc sơ tán 1,5 triệu cư dân đang trú ngụ tại đây quân đội Israel đã giám sát chặt chẽ quá trình sơ tán ở cả trên bộ và trên không nhằm đảm bảo không một tay súng Hamas hay con tin người Israel nào có thể trà trộn trong dòng người sơ tán ra khỏi Rafah. Giới chức Israel chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin trên. Tuy nhiên, lãnh đạo chính phủ Israel trước đó nhiều lần khẳng định cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafah là lựa chọn không thể đảo ngược nhằm đảm bảo đánh bại lực lượng Hamas. Cộng đồng quốc tế, trong đó có nhiều đồng minh thân cận của Israel như Mỹ và các nước châu Âu đã cực lực phản đối kế hoạch tấn công của Israel vào Rafah do lo ngại có thể dẫn tới một thảm họa nhân đạo cực kỳ tồi tệ với hàng chục nghìn dân thường thương vong. Trong một diễn biến khác trước đó, theo một nguồn tin cho biết, các cuộc đàm phán bí mật liên quan tới Israel, Hamas tại Qatar đã rơi vào bế tắc. Một nhà ngoại giao đã mô tả cuộc đàm phán này là mắc kẹt nhưng vẫn phải bước đi và cho biết sẽ tiếp tục có các đề xuất qua lại. Một nguồn tin khác xác nhận rằng các bên vẫn đang tham gia nhưng các cuộc đàm phán lại trong thế tạm dừng. Theo một quan chức Israel, không có bước đột phá nào kể từ sau khi giám đốc CIA Bill Burns đến Doha để gặp gỡ những người đồng cấp Israel, Ai Cập và Qatar. Ông Burns sau đó đã đưa ra một đề xuất được Israel chấp thuận và gửi tới cho Hamas. Tuy vậy, quan chức Israel cho biết Israel đã được thông báo rằng đề xuất này đã bị phía Hamas từ chối và nước này quyết định rút lại nhóm các nhà đàm phán, vẫn đang lưu lại Doha sau khi ông Burns và người đứng đầu cơ quan tình báo Israel Mossad, ông David Bania đã rời khỏi Qatar. Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Qatar, giới chức Israel vẫn đang tham gia các cuộc đàm phán tại Doha bất chấp suy đoán rằng toàn bộ phái đoàn Israel đã rút lui sau nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Giới chức Israel đã chỉ trích nghị quyết này và cho rằng không thể ràng buộc một lệnh ngừng bắn với việc phóng thích các con tin. Một nhóm tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương Nga đã vượt eo biển Bab el để vào Biển Đỏ. Hãng Sputnik của Nga dẫn thông báo của hạm đội Thái Bình Dương nhấn mạnh một số tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương, trong đó có tàu tuần dương Vajak và tàu hộ vệ hạng nhẹ Đô đốc Saposnikov đã vượt qua eo biển Bab Emendep và đi vào biển đỏ. Động thái này nằm trong chặng đường hành quân dài của các tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Trước đó trong tháng 3, tàu tuần dương Vajak và tàu hộ vệ hạng nhẹ Đô đốc Saposnikov cũng tham gia tập trận hải quân chung có tên Sea Security Bell 2024 với chiến hạm của Iran và Trung Quốc. Trong tuần này, các tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương Nga còn góp mặt trong cuộc tập trận chống cướp biển và loại bỏ xuồng không người lái tại vịnh Aden trên biển Ả Rập. Theo Al Jazeera, 15% lưu lượng vận tải biển thế giới di chuyển qua eo biển Bab el Mandeb để đến hoặc trở về từ kinh đảo Suez. Trong giai đoạn bình thường, hơn một phần tư tàu container trên toàn cầu di chuyển qua kênh đào Suez. Trong một diễn biến khác, từ tháng 11 năm 2023. Lực lượng Houthi tại Yemen bắt đầu tấn công tàu hàng liên quan tới Israel đi qua Biển Đỏ. Houthi tự nhận đây là hành động bày tỏ đoàn kết với 2,2 triệu người Palestine ở Gaza. Biển Đỏ là tuyến đường thương mại quan trọng của vận tải biển, nằm ở vị trí cầu nối giữa Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải. Mỹ và Anh cũng đã mở nhiều đợt tập kích nhằm vào Houthi, song chưa ngăn được lực lượng này tấn công tàu hàng. Gần đây nhất, quân đội Mỹ vừa tuyên bố đã giao chiến với 40 máy bay không người lái UAV tầm xa do lực lượng Houthi ở Yemen phóng nhằm vào một tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom viết trên mạng xã hội X rằng, lực lượng Mỹ đã giao chiến và phá hủy 40 bay không người lái tầm xa do hầu thi phóng. Sencom nhấn mạnh, những vũ khí này bị xác định là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu buôn và tàu hải quân Mỹ trong khu vực. Những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế trở nên an toàn và an ninh hơn đối với các tàu buôn và tàu hải quân Mỹ. Mặt khác, biến động trên biển đỏ đã làm tăng phí bảo hiểm và buộc nhiều hãng vận tải phải tránh tuyến đường qua khu vực. Theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, chỉ trong 2 tháng đầu năm, hoạt động thương mại trên kênh đào Suez đã giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi lên tàu hàng trên biển đỏ làm giảm lưu lượng tàu thuyền đi qua kênh đào Suez. Đây là tuyến hàng hải ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á, đóng góp 15% thương mại đường biển toàn cầu. Để tránh bị tập kích, các tàu hàng phải chuyển hướng sang đi vòng qua mũi hảo vọng ở châu Phi. Việc này làm tăng thời gian vận chuyển trung bình thêm 10 ngày, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có kho hàng hạn chế. Báo cáo mới đây của EIU, -E hãng nghiên cứu thuộc Economist Group cho thấy diễn biến này có thể khiến tăng trưởng kinh tế của châu Á chậm lại, đồng thời thổi bùng lạm phát tại đây. Khi căng thẳng trên biển đỏ chưa có dấu hiệu kết thúc sớm, EIU -E cho rằng hoạt động đầu tư vào châu Á cũng có thể chịu ảnh hưởng do việc gián đoạn chuỗi cung ứng sẽ khiến các hãng sản xuất tìm lựa chọn khác gần với người tiêu dùng hơn, thay vì sử dụng chuỗi cung ứng đang căng thẳng tại châu Á. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại